Mình làm ba tô cả nhà, và ba cái miệng luôn nha cả nhà. Mình làm quên bấm luôn cả nhà, mình vứt lột ba gói nha cả nhà. Để mình thử coi, để mình thử vứt được lột ba gói không. Nè cả nhà, mì nè cả nhà, vứt ba gói, à ba giỏ cả nhà. Mì mì với xúc xích. Mới làm vô mình nói chuyện cho nó kể 5 phút 4 phút rồi không tới, không tới nè, chắc có 3 phút mà nó xong không quên bấm máy. Mình ngồi nó không không quên bấm máy. Giờ mình bấm lại cái nha, ớt này cả nhà thấy không. Bằng khoảng cây muối ba muối, một bạch nào, một bạch nào, một bạch nào, hai bạch nào, ba bạch nào. Hơi cay ngon quá cả nhà, ba gói luộc cả nhà, còn như đây cả nhà ăn hết cả nhà. Mình làm á thì có cái mình sẽ quay về mình làm từ hồi mình nấu luôn. Còn này cả nhà mình ơi, mình có một bình nè, mỗi một mình làm, mình làm xong mình quay luôn cả nhà, nên không có quay cái công đoạn mà mình nấu á, cả nhà cũng thông cảm nha. Ba gói để lên ba gói luôn cho cả nhà mình làm hết. Mà như mình không có bỏ bịch muối ba miền vô á, anh mình không có bỏ bịch muối, mình làm gia vị luôn ngoài luôn. Cơm cháo luôn ăn thật. Hai cái cháo bàn đá. Bàn đá đầy rồi. Không vô. Không vô thôi mình ăn mình. Bây giờ sao vậy? Mới có nhìn miếng à. Mình dở đổ mồ hôi cả nhà. Cả nhà, cả nhà xem mình ăn mì nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Đúng rồi nhớ. Là mình để thôi làm to nha. Chứ không phải là mình bà mình bỏ gác thì như thế nào ha, là mình để ba gói vậy. Chứ không phải là mình bỏ gác, mình bỏ gác hoặc mình dục vô thôi gác như sao để mình quay cho cả nhà biết ha. Cái bụng
Cho miếng này coi. Bí kỳ của mình á cả nhà, cho nó miếng cả nhà, chúng phải dùng cả nhà nha. Kỳ. Kỳ kỳ. Nha. Đó. Mình cho bí kỳ miếng nha cả nhà. Ngay chỗ mình giờ quá thời họ hỏng món nha, mấy càng nữa nha, ở ngay chỗ cầu cái cầu trường mình nói cả nhà, mình quay bữa mình quay cái đám tắc á, đám tắc mà có cái cầu trường mình đi ngang qua đó, giờ có mấy cái phòng rồi cái này cái tài nghệ quá, mình giờ không dám đi quay nữa cả nhà. Ẩm thực thì giờ một mình với ẩm thực cái cũng không nổi. Lâu lâu quay được clip gần nhà thì mình up lên, với hoặc là mình cũng chơi mình tự like nha cả nhà, mình like trực tiếp nha cả nhà. Đúng rồi. Chứ giờ quá rồi, quá thì được nha. Nên cả nhà mình cẩn thận. Bây giờ này quá tài găng. Nên giờ mình quay nè. Đó, mình lúc bút ba gói còn nhiêu à? Hả? Nên mình cũng khuyên cả nhà mình giờ dịch này cả nhà mình á cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, chứ giờ quá tự hiểm nha cả nhà. Mình ở đây, mình đây giờ nguy hiểm quá cả nhà, để mình giờ cái cây lên chút nha cả nhà. Không có gì hơi khó mà mờ quá hay cả nhà thông cảm mình nha, gã lao quá cả nhà. Thằng bà ơi, mẹ bụng mình, bụng của chả nè. Nên giờ mình tâm sự với cả nhà mình á, cũng giờ dịch quá, cả nhà mình cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm gì cho có sức khỏe để làm mọi người dịch này. Thì cả nhà mình cố gắng đi đâu cũng đeo khẩu trang giùm cả nhà. Chứ này quá trời căng nè, mình ăn vô giờ đau bụng quá. Lâu lâu ông thật được ba gói cả nhà, còn miếng mình tâm sự với cả nhà mình chút rồi mình ăn tiếp cả nhà, cho nó bớt ngán cái ăn tiếp cả nhà. Chứ giờ này thì càng ngày càng bị thiệt, càng ngày càng căng nha, theo hết hết hẳn luôn ha, hết tay lại hết tay lại, nên cả nhà cũng cố gắng mà giữ gìn sức khỏe cả nhà. Nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
Mấy tớ vô dẫn đâu vậy nè. Căng căng quá cả nhà. Ở đây thật quá rồi. Bên nào mình có đi được mình đi mua cái quay mới được với nó cần để mình để quay và được là tép cái nhà mình dựng á cái cây dựng biến cây cây quay á chứ giờ này quá không dám đi. Mình cũng không muốn đi quay lắm mà nhưng càng ngày càng căng quá. Hết bà gói kia nha, còn nước không nữa nha. Nên cả nhà mình nhớ giữ gìn sức khỏe cả nhà, bây giờ này căng quá rồi. Này nè, dịch nó càng ngày càng phức tạp, nó càng ngày càng phức tạp đó cả nhà. Nên cả nhà mình á, làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, chứ sức khỏe mình là quan trọng nhất á. Dù tiền bạc đúng không cả nhà, dù tiền bạc mình kiếm ngày nay không có ngày mai có, còn sức khỏe mình kiếm hoài chiến bài cứ mãi vậy đó. Giờ mình quất hết ba gối luôn cái nha. Mình giờ mình ngồi tâm sự với cả nhà mình, chứ giờ mình hết biết rồi cả nhà. Giờ dịch quá chán quá, mình thì ở có mình rồi. Giờ thì đi quay thì đi cũng được, tại vì mình cũng đi quay một mình thì với lâu lâu thì lâu lâu mình tập vô clip ông thần clip clip phong cảnh nha cả nhà. Mà giờ á quá không đi được cả nhà, nên cả nhà cũng thông cảm cho mình nha. Chứ giờ này á, giờ này nay dịch càng ngày càng quá, giờ quá tại dịch giờ tới đích luôn à, tới sát bên luôn ngay chỗ cái cầu mà bữa mình quay đó cả nhà. Tới cái cầu mà bữa mình quay đó mà vậy nghe mấy ca chứ mấy giờ giờ phức tạp quá, mình không dám đi quay luôn. Chứ thì mình đi quay thì cho cả nhà mình xem cũng được đúng không cả nhà. Mà giờ đi ra ngoài lạng quạng dính, mình đâu có biết ngừa, mình thuốc ngừa cũng có đúng không. Mình chích hai mũi rồi, để chích bớ đó dễ chặt mình tăng mà. Mình đi chơi vòng vòng nhà cả nhà mình đó, rồi về rớt xuống nằm luôn. Mình nằm mình thấy chịu lắm, còn mình không hay luôn, bớt mình rồi mình nằm luôn. Chứ giờ dịch này quá là nguy hiểm nên cả nhà cũng ấy. Thì giờ mình không có làm gì, giờ mình ẩm thực ăn mày vậy chứ giờ thiệt. Mấy anh ẩm thực hay quá, ai mà ẩm thực ba gói giờ em chịu hết nổi, có ba gói thôi thì chịu không nổi. Ba gói ba xích
nắm rau mà vẫn nó nặng bụng luôn, rồi giờ đi hết nổi luôn. Nên cả nhà mình dù gì cũng sức khỏe là quan trọng nha cả nhà, chứ đừng ấy quá sức rồi, dịch này nguy hiểm lắm, mà đi mình đâu có biết sao sao đâu cả nhà ơi. Nên cả nhà mình ở đâu ở đó yên đó đi cả nhà ha. Giờ đây mình ở thành phố thì thành phố đi, còn mình ở ra tỉnh thì giờ về tỉnh đi. Chứ giờ quá thời gian, trời ơi dịch gì đâu mà nóng lạnh. Thôi mình xin kết thúc tại đây cả nhà, hẹn cả nhà video mới của mình nha. Nhớ đăng ký cho mình một lượt like, một lượt đăng ký nha cả nhà, và có gì chia sẻ cho mình giờ luôn mình cảm ơn nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha, bye. Thank you.